hỏi: "Xin hỏi, sư phụ nghĩ thế nào về những lời dự đoán như vào cuối thế kỷ này hay đầu thế kỷ sau, nhân loại sẽ bị hủy diệt bởi một trận thiên tai lớn?" Đáp: "Vậy thế kỷ sau con đừng trở lại. Con lo cho cái chuyện đó để làm gì? Con có thể nhớ được chuyện xảy ra ở thế kỷ này, nhưng đến thế kỷ sau con sẽ quên mất thôi. Ví dụ như bây giờ con nhớ để hỏi về vấn đề này, nhưng đến thế kỷ sau thì con lại quên hết những chuyện biết được ở thế kỷ này rồi. Vậy thì có lợi ích gì chứ?" Hỏi: "Nhiều người đều nói là Ngài có đến mấy loại thần thông phải không?" Đáp: "Tôi không công nhận điều này, vì đó đều là chuyện ngẫu nhiên gặp may thôi. Nhưng người không đáng phải chết mà cầu tôi thì người đó cũng sẽ không chết. Còn người đó đáng phải chết thì dầu có cầu tôi, người đó cũng không sống nổi. Các vị hiểu điều này chứ?" Sắc mô đi số hoa.